xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình với nha. Chính là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái loại này nè. Cái này cũng không phải là gọi là pháo, nhưng người ta gọi là pháo xẹt nha các bạn. Này đốt lên nó bung 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 nha, nhưng mà không có tiếng. Người ta không gọi là pháo được, nhưng mà người ta vẫn gọi là pháo. Vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi nha. Mình sợ nó giang vô tay rồi mình chơi cầm kiểu này luôn à. Mình cũng vậy, mình cầm hơi bự. Cục đất xét của mình nhỏ quá, cục đất xét của mình bự gà bá luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đốt lên chơi luôn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.